Được hai cái. Chắc mẹ sờ mua chắc con này chắc cái rồi, mấy anh em xem nha, nãy được không? Nãy chưa có cái hàng nào hai con ha. Chưa, mùa này chưa đâu. Đây, siêu bóp luôn cái càng nó nè. Bất chọn luôn. Đây, quay vô siêu phẩm anh em ơi, con này to nè. Nhìn cái mua đó nè. Giá con thử. Đây, được hai cái nè. Ô, cầm được luôn mấy anh em ơi. Đã to chưa? Thử. To nhất trong nãy giờ luôn á. Đây. Chào anh em xem nè. Ui vô. Trong này là cầm khổng lồ à. Thôi như đây đủ này súp rồi. Đó, con đây là con này nè, con mới bắt lên nó bự á. Thôi đào xong về thẻ. Thẻ nha anh em, không có ăn. Thẻ vô đòi á. Đây anh em ơi, thì hiện tại là nói gì rồi, nhưng mà anh em mình phát hiện lại hai con còng nó xuống hai ha rất là to luôn. Nên anh em mình chưa có muốn gì rồi, thôi đi bắt nốt hai siêu phẩm để cho anh em xem nè. Rồi sẽ anh em sẽ đi gì à? Bao nhiêu đó chỉ đủ 18 chai nha các bạn. Giờ phải kiếm thêm hai con nó đủ 6 chai của sục Quy Nhơn các bạn. Hai con đó là mấy anh em mình sẽ đẩy hết thùng anh em ơi. Nói chuyện ngồi là xíu nha. Hai anh em mình nhậu dữ lắm á. Hứng lên là mỗi thằng uống cà két chứ không phải giỡn nè. Mà điều đáng tiếc là hai anh em mình chưa hứng bao giờ. Đó, nhà mấy anh em thấy không? Một cái hang còng mà đào một lóng tay thì bên mình đẩy cỡ mười mấy bên là xuống một cánh tay rồi, nhưng mà đào tay rất là tốn thời gian. Mất hàng nữa. Tại vì thời gian của mình là phải moi cát lên, nó tốn thêm thời gian. Đài quay ra review cho mấy anh em phía xe nè. Hiện tại là có một ông chú, nhưng mấy anh em thấy không, trong clip này nó hơi nhỏ trong cái máy của mình nè. Ông chú cũng đang đào còng, mấy anh em đào bằng tay luôn. Chắc là lúc nãy đến xem hai anh em mình đào rất là khói. Còng nên đang đào á. Nhưng mà nói chung là nếu mà đào bằng tay vẫn được anh em ơi, nhưng mà nó như anh em thấy rồi đó, ví dụ như clip lúc quanh cái con còng lúc nãy là mười mấy phút một con, thì giờ anh em đào cả tiếng đồng hồ thì đâu bao nhiêu đâu, còn cái bên thì nó khác rồi. Cái bên thì đây mấy anh em thấy thành quả của cái bên nè, rất là lợi hại luôn. Bên đây là mình lấy trộm của ông già đem đào còng cho mấy anh em xem nè. Cái này ông kiếm xuất sắc quá chắc. Sáng nay mà ông cần đến cái bên ông tìm không ra là ông chữ nát từ đường luôn. Đây. Quá đơn giản. Quá đơn giản anh em ơi. Cái hàng này là quá đơn giản rồi. Hình như chạm vô rồi, đúng rồi, chạm rồi. Anh Hoàng đã thông báo với các bạn là để chạm đến một cái hang còng rồi anh em. Hầu quên đến cái càng nó luôn nè. Đây, quay cho anh em xem nè. Đây. Cái tắng tắng nha anh em ơi. Anh em dân biển thì không còn xe lẹ gì với mấy cái càng trắng trắng nhô nhô ra như thế này nữa rồi. Mình cứ thở rang mê, rang muối. Đây, các bạn nhìn đây, mình sẽ chọt chọt cho nó dơ càng đây, các bạn có thấy gì không? Đó, thấy chưa? Đó, nó dơ càng này. Đây, mình đang ghẹo đây anh em ơi. Nó kẹp phát cái dục máy quay rồi anh em ơi. Mình sẽ ấn vào nha các bạn, và sẽ luồn phía sau đục chú nó để phản công. Mình chỉ cần ấn vào mu thôi, để nó sẽ tê liệt. Sờ vào mu. Nằm ngửa cũng nằm ngửa. Chú này thích nằm ngửa, mình sẽ đi từ phía sau, chơi từ phía sau nha các bạn. Tấn công vào, sờ vào mu hắn. Mình đi vào phía sau mình. Cũng phải rất là to. Đấy, cận cảnh cho mấy anh em xem luôn. Ê giời ơi, thất vọng rồi các bạn ơi. Hơi nhỏ. Ồ, cũng được, không to lắm thôi chứ cũng không phải nhỏ đâu anh em ơi. Đây, lại là cộng được nữa mấy anh em ơi. Tìm kiếm của nó nè. Mùa này cái yếm này là cộng được không anh em ơi? Mùa này cộng được không? Chưa tới 6. Nãy giờ clip mình quay đa số hầu như là cộng được là nhiều à. Rất là ít cộng cái luôn. Đây. Đây giờ quay ta nè. Để lắp cái này đây. Giờ tay được, tay đắt siêu phẩm anh em ơi. Đây chính là cái hang này, giới sẽ quay hang nha mọi người xem nè. Được phát hiện cái hang này. Cái lỗ này to các bạn, đúng. Lỗ hơi to. Cái này là dấu chân của nó nè mấy anh em ơi. Dấu chân này đương nhiên là phải có còng rồi. Xác định là có còng nếu quay chiếc xe là có còng rồi không? Đó. Cũng to đó. Đúng không? Cũng bự đó đúng không? Khi tụi chiếc lé dài dài các bạn. Đào tới đào trước hay là đào đây trước? Rồi đào đây anh em ơi. Đào trong đó có vẻ là hơi dưa hơn. Rồi, đây là những nhắc bên đầu tiên rồi. Đấy. Cái gì vậy? Không, những cái nhắc bên đầu tiên thì hang còng nó sẽ lộ rõ ra cho mấy anh em xem luôn. Đào dài nhắc hay mắc mẹ cái hang. Mình sẽ đào chừng một hai nhắc.
mình sẽ khét hang. Lại xong cái này luôn. Cái đồ cắt khô là cái lại mình đi học đến ngày hôm nay là đỡ cầm bên và xúc hồ ấy lậu xúc cát để đào hang thôi. À đồ. Con này nó cũng quẹn vèo hình hình xác ốc rồi anh em ơi. Bà nghe nè. Mới đào phía bên này phải đổi lại phía bên kia. Một phe bể lái đến từ hang cầm cuối cùng. Nó to lên, ba mới nghe vô đó nó cầm. Đây, lại là bán cầm bể lái mấy anh em. Còn tí nữa mình sẽ bẻ que mấy ảnh. Rồi khi mà mình sánh đất vào những mảng đất xốp Túng hay gì không biết, nó kêu cái rẹt vậy đây nè, Túng cục đá sao thôi là chưa gãy càng này sao mà nhanh vậy được, đâu mà nhanh dữ vậy, đâu phải miệng liền đâu, làm phát tới liền. Con này dở dở không, phải đào sâu sâu chứ. Ui, mới đó mà nó quằn ra bên này rồi anh em ơi, lại bể lái nữa nha các bạn, cái này chắc phải tì ra lụa quá. Một lần bể lái là mình bể một que anh em ơi, kiểu gì mình cho nó vô nồi. Hôm sau mình sẽ đánh dấu số thứ tự của các chiến binh được thu hoạch từ số 1 đến số 10 và những thành tích mình báo ra để bắt được. Hey, các bạn nào có ý định là sẽ nuôi trồng để kinh doanh không các bạn? Cũng là một người mới lạ nhưng bắt đầu sẽ là mở ra một kinh tế mới cho các bạn. Mỗi món cháo cầm trường thiết thì anh em có thể kinh doanh làm giàu được. À tới hàng tới anh em ơi. Ví dụ các bạn là dám nghĩ dám làm nha các bạn, đấy thấy chưa. Đây. Kiếm mồi không khó là đây. Trời khó chết. Đây cái que đó này, một que thôi. Ôi một que là một chai nha các bạn. Để sánh lên bớt. Đi thâu. Tùy mình nấu cháo cũng được, nướng hoặc là chiên á, ăn như giống mà kìa, cơm nấm. Đây hàng đến nè, đây quay cho mấy anh em xem, đây là ba cái que của nó nè, đào xuống móc cho nó, đừng có kéo ra nó kỹ á. Giờ là bước tiếp theo là tìm mua anh em ơi, nó nằm bên đây nè. Đây mua bên này nè. Tìm mua, sờ mua ha, sờ mua ném mua lòi lên vậy thôi. Đây cái mu này em ơi, kẹp phát cho nữa đó. Kẹp phát hấp dẫn luôn. Trời ơi, dưới bắt trên bắt xuống trời kiểu đó nó kẹp luôn, kẹp với lại đây, mới bóp được chọc. một càng đó nè, bóp được hơi cái. Mẹ sờ mu chắc con này chắc cái rồi, mấy anh em xem nha, nãy được không, nãy chưa có cái hàng nào hai con ha. Ừ. Chưa, mùa này chưa đâu. Đây mình sẽ bóp luôn cái càng nó nè, bất chọn luôn. Đây quay vô siêu phẩm anh em ơi, con này to nè, nhìn cái mu đó nè, giá coi thử. Đây được cái nè, ô cầm được luôn mấy anh em ơi, đã to chưa thử. Ừ. To nhất trong nãy giờ luôn á. Đây chào anh em xem nè, ui vô chồng này là cầm khổng lồ à, thôi như đủ này súp rồi đó. Con này là con này nè, con mới bắt lên nó bự á. Thôi đào xong về thẻ. Thẻ nha anh em, không có ăn. Thẻ vô nồi á. Đó là một buổi sáng thật mát mẻ và thú vị nha các bạn. Anh em đi làm đồ mệt mỏi một tuần á, chủ nhật ra đây mình đào cầm xong ra tắm biển cái mình về đó. Đây, xe có những chiếc thúng ra khơi. Thúng là thúng mấy anh em ạ? À? Cái zoom được không? Hả? Zoom được không? Không biết nữa. Tại hai tay banh ra nó được hay được không? Chiếc cát không? Đây mình đang hé lộ nha các bạn, hôm nay có thể thời tiết là mây rất nhiều, hầu như là những ngày gió là rất khó gặp bình minh, chỉ gặp bình hoàng thôi. Nha các bạn, hôm nay mình sẽ kết thúc video tại đây, vừa tắm một phát vừa ăn sáng để chuẩn bị cho mùa nhậu trưa nay với những chiếc loại phẩm chúng ta đã khác được, nhưng có vẻ như anh Bình đang tiếc nuối một điều gì đó. Chưa muốn rời đi. Chiếc đào này nó nghỉ anh em ơi. Coi nè. Cái này em thấy cầm xuống luôn á. Đây là một siêu phẩm. Wow. Vậy mình đẩy hết cái này chắc chắn là kết thúc clip nha anh em ơi. Hiện tại bãi biển chúng ta đang bị ô nhiễm. Mình sẽ nhanh nè. Đẩy luôn cái này. Siêu tốc nha các bạn. Nào mấy anh em xem. Thế nào là một siêu phẩm nữa. Siêu phẩm bằng tay và đồ khét hay con gì chứ. Đó đứng cái con đó chứ. Hồi bữa thấy một lần rồi.
cái này mà nhắc cái né là bán kiểu gì cũng dính. Dớ lìa cái máy lên thôi, lìa lên này, anh em sẽ không thấy đâu, nhưng mà nếu khi mà anh em vô tivi á, vô tivi là màn hình nó to lên. Đấy đấy đấy, bay đi rồi, bay đi rồi, bay đi rồi đó. Ai nuôi á, ai nuôi bị sảy á. Giờ kiếm con đã ra nè, cũng còn con đậu nữa nè. Ở đường hai con luôn. Vô siêu phẩm này, siêu phẩm này rất là cạn anh em ơi. Không đỡ các bạn phải đợi chờ phải mất thời gian, các bạn phải đợi chờ tốn thời gian anh em quay cái lan lường à. Này đây, thấy chưa, cái gì thấy cái vi đó các bạn nhìn thấy không? Thôi các bạn hãy lên thực đơn đi. Các bạn muốn ăn món gì? Rồi giờ xác định nữa, xác định cái mua anh em ơi. Vấn đề đào tới là một phần rồi nha các bạn, vấn đề đó bắt mà không bị kịp cũng là một vấn đề đó chúng ta có trải nghiệm ấy. Nhưng mà hầu như là ai bắt cầm đều bị kẹp hết. Tuổi thơ là phải dữ dội. Thay mu rồi anh em ơi, hy vọng là Tuấn mu cái nè, nãy giờ đào mu được không lên. Em này là hơi bé rồi anh em ơi, quê nhỏ rồi, nhỏ. Đây đây, quay clip cho anh em xem, là đây chính là cầm cái nè. Anh em thấy cái yếm không? Yếm nó yếm nằm ngang nha các bạn. Yếm nó sẽ to hơn, còn yếm cái con kia là cầm nhỏ. Đây thì bây giờ đang bắt được anh rồi này, để thể hiện tính nhân văn này nhỏ với anh em mình thả ra nè. Và đặc biệt là chỉ là chú cầm cái chứ thở là sinh sản. Đây là sinh sản đây nè, mình thả xuống. Thả ra kia, thả ra ngoài đi đó. Chị nhanh như gió, người ta gọi là cầm gió là vậy. Người ta là mất hang rồi anh em ơi. Cái hang của nó mất thì nó vào hang khác thì sẽ bị đánh lộn, nên việc đầu tiên là cứ chạy ra qua biển là lý do. Còn cái hang đây là hang không thấy cầm nhưng rất to này, cứ như thế này thì làm sao về được. Không, kết thúc video tại đây đi. Không, kết thúc video tại đây, anh em mình đi tắm rồi về mấy anh em ơi. Anh em thấy anh em mình đào cầm hay nhớ cho xin một like, một subscribe nha mấy anh em.